Chào mừng anh em đã đến với tổng kho của Bạc Bịp. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em về một dòng máy đánh bài đang là mưa làm gió trên thị trường hiện nay em nhé. Thì đây là cái dòng máy đánh bài công nghệ mới nhất của 2022 để giúp cho anh em chơi bộ môn bài lá cách dễ dàng và kiếm tiền nhanh chóng nhất anh em nhé. Đấy thì cái máy hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là máy đánh bài CVK 700 anh em nhé. Thì ngoài dòng máy đánh bài CVK 700 thì tôi có những cái loại như là World 5 hay là máy đánh bài Samsung anh em nhé. Qua đó chúng tôi còn có rất là nhiều sản phẩm để hỗ trợ cho anh em về vùng bài lá và sóc đĩa, như là cái app trò chơi xuyên bài hay là máy đổi bài, ví đổi bài, áo đổi bài hay điện thoại đổi bài, mỏ đổi bài, rất là nhiều anh em nhé. Anh em nào muốn quan tâm đến dòng sản phẩm bên công ty của tôi, anh em có thể liên hệ qua số la chúng tôi để trên màn hình, hoặc anh em trực tiếp cơ sở cửa hàng của tôi. Chúng tôi sẽ có hai cơ sở, cơ sở đầu tiên sẽ là BC Mỹ Đình Hà Nội và cơ sở này sẽ là BC miền Đông Sài Gòn. Anh em là chỗ nào qua chúng tôi nhé, trực tiếp bán hàng sản phẩm anh em nhé. Đây hôm nay tôi sẽ lấy cho anh em này, đây là cái dòng máy CVK 700 của chúng tôi này. Tất cả máy của chúng tôi đều là hàng công ty, máy mới anh em nhé, bảo hành đầy đủ cho anh em, anh yên tâm về chất lượng của máy. Đây, tôi sẽ mở máy ra, bỏ rất chắc chắn ở bên trong máy đây anh em nhé. Và anh em khi mua máy thì anh em sẽ được tặng kèm theo một bộ tai nghe Bluetooth siêu nhỏ để giúp anh em báo kết quả có tai nghe anh em nhé, để giúp anh em chơi. Đấy là tôi sẽ khởi động máy lên và tôi sẽ test thử cho anh em về một số trò chơi và nói về công nghệ của máy này anh em nhé. Đầu tiên thì ngoại hình của nó sẽ được làm y chang dựa trên form mẫu của chiếc điện thoại iPhone 8 Plus anh em nhé. Đấy, để anh em ngoại hình của nó này. Đấy, bên trong giao diện của nó cũng sẽ được làm giống y vậy anh em nhé. Đây giao diện bên trong này em đặt chút này em khởi động, anh em đi xem cực kỳ bảo mật nha, là dùng y hệt như một chiếc điện thoại iPhone 8 Plus anh em nhé. Lên này anh em tâm về độ bảo của nó. Còn khi anh em mà đi chơi thì anh em cần những gì? Đầu tiên là anh em sẽ cần cho tôi một bộ tay nghe siêu nhỏ. Tiếp theo là anh em sẽ cần phải chuẩn bị cho tôi một bộ bài máy anh em nhé. Bộ bài này thì nó sẽ dùng y xì như bộ bài ở chợ anh em nhé, là nó chính là bộ bài ở chợ, bộ bài chợ thường thì chúng tôi xử lý qua một công nghệ đặc biệt để cho máy để biết được từng quân bài anh em nhé. Rồi tiếp theo này anh em nhìn xem này, anh em tìm xong con chơi là ở ngoài nha anh em. Còn anh em nào muốn chơi thì anh em sẽ phải cộng mã chương trình, và cái mã này là cái mã riêng của anh em thì anh em máy tôi sẽ cấp cho anh em và anh em chơi. Đấy, chính vì thế là sẽ độ bảo mật an toàn nó rất cao, cho dù người ta nghi ngờ thì anh em yên tâm là cũng không thể phát hiện được anh em nhé. Ok, em sẽ đăng nhập chơi. Đấy, đây sẽ là khu vực giao diện chơi này, và máy có đầy đủ tất cả các loại người chơi để hỗ trợ cho anh em về môn bài lá anh em nhé. Từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam, trò nào có anh em nhé. Này, tôi sẽ thử chủ yếu cho anh em hôm nay là cái dòng bài liêng anh em nhé, bài liêng và bài ba cây. Đấy, tôi sẽ thử này. Tôi sẽ thử đầu tiên cho anh em bài liêng anh em nhé. Thì cái máy này là cái máy của 2022 khi công nghệ cực kỳ cao, nên là nó sẽ có một cái chức năng tiêu biểu như là cái camera của nó, camera quét bài của nó thì siêu rộng, quét đa góc. Hai nữa là camera của nó báo cực kỳ nhanh anh em nhé. Anh em đã xuống là máy đã báo rồi. Và thứ ba nữa là nó sẽ không bị báo loạn anh em nhé. Anh em bài anh em đặt xuống để số này cũng báo bình thường cho anh em và báo rất là chuẩn anh em nhé. Đặt xuống này đó, rất nhanh anh em nhé. Anh em đặt bài góc nào nó sẽ báo cho anh em. Đặt xuống này. Đây, đấy, báo rất là nhét nha. Đặt bài xong này các bạn bình thường này nha. Thì tôi đang thử cho anh em ở bài liêng, thì chế độ chơi của nó là báo nhà cái liều nhất và ra số lượng người chơi của nó sẽ là 40 chơi đây nhá. Ngày báo 4 tôi sẽ bỏ cái bùn lá bài này, vô cái bùn lá trên này, trên này. Thì bài của anh em bao giờ cũng sẽ là nhà lớn đẹp nhất anh em nhé. Đây anh em nhìn cặp trứng này, có màn hình này, đấy. Đấy, anh em 9 điểm anh em nhé, 9 điểm là lớn nhất. Đấy, đây là 9 kém chất anh em nhé. Đây là máy mới này, máy mới đây là cái trò chơi của nó sẽ cho anh em chơi thử này, đấy, chơi thử tầm 30 giây. Còn anh em mà khi mua máy tôi sẽ cài trò chơi miễn phí cho anh em và anh em sẽ chơi được mãi mãi anh em nhé. Bây giờ dòng máy mới, máy cũ cũng thay đổi đi. Đó, 20k này, đến cái đánh bạc nào mà nó báo số tiền Hàn Quốc cũng báo cao, qua đây căn khu inbox rất là lâu rồi nhá. Mình có một hai lá này, một cái hai lá chuyển đầu đi này và chuyển anh em nhìn xem, tập trung xem 8 điểm lớn đều nhất trong bài anh em nhé, rất đơn giản rồi. Tập trung anh em, tập trung anh em nhé. Lại đặt số này, đặt cái cao, đặt lại 2 này, nhà lá này chia đây anh em nhé, sắp pin này anh em nhé, sắp pin này rất đơn giản. Độ quả của nó là đạt 100% anh em nhé. Và quay tôi sẽ thử cho anh em test sang cho anh em bài liêu này, bài ba cây này. Cái bộ một bài rất là dễ chơi, dễ ăn tiền anh em nhé. Cài ra rồi chọn bài ba cây anh em nhé. Tôi sẽ chọn cái mã là nhà bốc, nhà bốc bài lớn đẹp nhất này, số lượng người chơi của nó vẫn là 4 này anh em nhé. Bởi vì tôi test cho anh em thì tôi sẽ để máy báo qua chế độ loa, còn khi mà anh em chơi thì sẽ để máy báo cho tai nghe anh em nhé. 6 hơi cao. Sẽ từ nhà thứ hai đến cái bài này nhé, cái bài anh em sẽ luôn là lớn nhất, chụp bài nhé, sau này lớn nhất là anh nhé, anh em cập chứng qua video để thấy được chất lượng của máy anh em nhé, tiếp này. Sẽ chơi được 3 đối diện anh em nhé. Chính đẹp anh em nhé. Chính đẹp nhất này. Đấy, anh em nhé. Không thể nào qua được bài của anh em nhé. Đấy đó. Bây giờ bắt đầu nó chơi lại. Đấy, hết thời gian chơi bắt đầu lại. Anh em có thể đến cửa hàng tôi. Anh em sẽ được test thoải mái ưng ý anh em lấy anh em nhé. Thứ ba đây anh em tập trung đơn giản nhất này, và này anh em lại 8, 9 này anh em nhé, đơn giản nhất đấy anh em nhé. Máy báo rất là nhanh, rất là chuẩn. Thứ hai là nó không bị báo loạn anh em nhé. Anh em đặt số bài luôn báo rất như bình thường. Đây là anh em mà có quan tâm đến dòng sản phẩm này, anh em liên hệ qua số online chúng tôi để trong hình, hoặc anh em liên hệ qua Facebook hoặc Zalo của cửa hàng để đội ngũ nhân viên tư vấn hỗ trợ cho anh em nhé. Hoặc là anh em có thể trực tiếp cửa hàng để test trực tiếp và trải nghiệm thực tế chất lượng của sản phẩm này anh em nhé. Thì cửa hàng tôi sẽ có 2 cơ sở, cơ sở lớn sẽ là BCM Mỹ Đình, cơ sở thứ 2 sẽ là BCM miền Đông Sài Gòn. Anh em gần chỗ nào qua chỗ đó tôi sẽ test thử cho anh em xem. Và anh em ở xa không đến được thì anh em cũng có thể đặt hàng online, chúng tôi sẽ ship hàng về cho anh em để anh em chơi và hướng dẫn anh em online 1-1 anh em nhé, gọi video trực tiếp và hướng dẫn anh em cách chơi. Đấy, thì xin cảm ơn anh em đã xem video, chào tạm biệt anh em, hẹn anh em cái video khác sẽ giới thiệu cho anh em những sản phẩm mới hơn và chất lượng anh em nhé. Xin cảm ơn anh em.